Em Dũng Hương xin được mến chào các bác, và đầu xuân năm mới thì em xin kính chúc toàn thể các bác nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành công trên mọi lĩnh vực. Hôm nay em xin làm một cái video hướng dẫn sử dụng và test cái chức năng giải mã đường quang để gửi chiếc đầu Dlong DA300USB. Chiếc đầu Dlong DA300USB là một trong những model giải mã cao cấp của hãng Dlong, và là giải mã 32 bit và là giải mã DSD. Chiếc đầu này thì máy nó về thì gồm có nguồn này và chiếc đầu và một cái giá để chân. Là con này mình để được cả dựng nữa. Đấy. Thì con này thì thực sự thì quắc rất sáng nhá. Quắc rất sáng, con này máy về trong tình trạng là rất đẹp. Cái nút nguồn này, đây phím này là phím cảm ứng bác nhé. Đấy. Quang 1, quang 2 này, máy tính này, cosian đồng trục này. Đấy, thì em đang cắm đường quang số 1 này, để tắt nguồn này, tắt nguồn, bật nguồn thôi. Đấy. Thì bây giờ em sẽ quay cái đằng sau để cho bác xem cái cách cắm của con này. Con này thì đây là cắm nguồn này, đường quang TV này, dây AV Ramni này. Con này thì số seri của nó, bốn số cuối là 4620. Sản xuất vào năm 2015. Đấy. Nguồn adapter là nguồn zin theo máy bác nhé. Đấy. Rất đẹp. Còn là cái volume này là cái volume chỉnh to nhỏ khi mình cắm tai nghe đây cũng được này. Còn đằng sau máy thì nó ra âm thanh là mặc định của đầu ra rồi. Đấy. Thì bây giờ em sẽ bật về đường quang số 1 là em đã cắm từ TV. Bây giờ em sẽ vặn ở âm ni lên. Được rồi, thì bây giờ em sẽ test cái đường kết nối laptop nhá. Thì em dùng cái dây dây tiếp C để ra đường cổng tiếp A, dây tiếp C ra tiếp B này. Đấy, để kết nối vào cái đường đằng sau đấy.
Thì hai cái chức năng là đường quang và kết nối điện thoại máy tính. Đấy, thì em test ok nhé. Con này thì em cũng đang dùng là Win 11 laptop, em dùng Win 11 Pro cũng kết nối ok. Còn tất cả Win 8, Win 9, Win 10 thì không phải nghĩ rồi. Đấy thì một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn bác khách. Bác đã ủng hộ em và em xin chân thành cảm ơn. Các bác mà cảm thấy video này hay và có ích thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để sẽ nhận những video mới nhất bên em sẽ cập nhật hàng ngày. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.